Thấy chưa? Thường á, đối với các cái công ty môi giới hoặc là những cái charterer thì gửi cái offer ra thị trường, đặc biệt lưu ý nhá, lưu ý ở chỗ là các bạn mới, các bạn không rành, như mình lúc đầu mình cũng chia sẻ ấy, thì thường có những công ty forwarder họ sẽ hay hỏi là anh ơi, tôi có một cái lô hàng 40.000 tấn này đá từ Cộng Hòa đến Chi Tâm Long là giá bao nhiêu. Thực ra đối với cái giá để cấu thành đất thì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố, mà hồi nãy chỗ anh Quang Anh có chia sẻ, bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn và vì sao là cái offer này sẽ áp dụng như thế này. Thứ nhất, đối với cái cước tàu thể của vâng, thì cước tàu nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian, cái số lượng hàng rồi. Bởi vì thường đấy, mình nói ở đây trong này cái 40-50.000 tấn cộng trừ 10% FOLOO, đó là cái chữ viết tắt này trong cái thuật ngữ thuê tàu, giao dịch tàu. Giống như hồi nãy anh Quang chia sẻ là không thể viết ra dài như thế được, vượt ra không có những gì quy ước chung, thuật ngữ chung là áp dụng, đó là những cái thuật ngữ viết tắt. Nếu như ai đó, đặc biệt là người thuê tàu, thường là các cái công ty đặc biệt nói ở Việt Nam mình đấy, ở Việt Nam mình nó có sẻ về nghiệp vụ thuê tàu rất hạn chế nhiều, đặc biệt là các charterer là họ cũng là shipper chẳng hạn. Bởi vì sao? Vì cái văn hóa, cái tập quán của người Việt Nam mình á, từ đến giờ cứ mua là mua CIF mà bán là FOB, cho nên nghĩa vụ mà thuê tàu họ không có, cho nên dẫn đến là cái kinh nghiệm trong giao dịch tàu nó rất hạn chế và hầu như ở trên thị trường không có nhiều. Và có những công ty mà họ thực hiện được đó thì cái khả năng về cái chuyên môn, cái kinh nghiệm cũng như uy tín của họ thì không. Bởi vì sao? Có thể khi họ cứ ký là ký thừa ký đại, ví dụ thường là chủ tàu mà họ có cao tơ lại á, chủ tàu mà cao tơ lại á, thường thì tất nhiên chủ tàu nào vậy họ muốn đưa cái tơ có lợi cho họ, họ đưa ra cái điều khoản có lợi cho họ, chứ không ai giải yêu đưa điều khoản mà bất lợi cả. Cho nên những tránh những trường hợp của những người thuê tàu mà bản thân mình là cái người môi giới, là mình là người phải nắm rõ, tức là mình là cái trung gian để làm sao mà nối giữa người thuê tàu và chủ tàu đi để thống nhất một cái tương chung để tiến hành ký cái hợp đồng thuê tàu đó. Cho nên việc mà cái người môi giới hoặc cái người thuê tàu họ không có kinh nghiệm, họ không rành là nó đến khi xảy ra sự cố là có sự tranh chấp, và cái điều đó cũng đã gặp rất nhiều rồi. Mà ngay chính bản thân tôi đây, khi tôi hoạt động trong cái khai thác tàu này cũng chính nhiều khách hàng, đó là cái thuật ngữ viết tắt này. Thì khi mà người ta nốt ở đây thường là MOLOO, có nghĩa là chữ more or less order option, là cái quyền định đoạt cái cộng trừ 10% này á thuộc chủ tàu quyết định, hoặc là cái trường hợp cộng trừ 10% shop CHOPT thì là người gọi cái charterer option, tức là more or less charterer option. Thì lúc đó thì là cái người thuê tàu họ là quyền định đoạt được cái cộng trừ 10% đó. Ở đây trong cái cargo offer này có nói là 40.000-50.000, có nghĩa là có thể con tàu đó chở được 40.000-50.000 tấn cộng trừ 10%. Ví dụ nếu 40.000 con tàu ở 38.000 mà có thể chở được 36.000, có chở được cái hàng đấy, vì ở đây còn cộng trừ 10% nữa. Vấn đề ở chỗ là cái phần trăm này là chủ tàu, cho nên khi offer mà nhìn vào đây thì chủ tàu ngay lập tức họ hiểu rằng cái con tàu của họ có thể cần sẽ đưa được cái lô hàng, cái số lượng lô hàng này hay không. Đó. Rồi cái thời gian, cái length
Cái lấy ghen này thì các bạn hiểu rồi. Ở hồi này anh Quang cũng nói lấy ghen này là mình lúc nào mình hiểu như thế này. Cái thời gian ấn định cho cái tàu tới để làm hàng. Ví dụ từ 15 đến 20 tháng 8 năm 2016 có nghĩa là trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 đó có tàu đó đến ngày nào cũng được đúng trong cái ngày lấy ghen này thì sẽ tiến hành làm hàng. Là khi chủ hàng đưa ra một cái offer này thì họ nhắm rằng hàng của họ sẽ xuất đi vào ngày đó để nó kịp được cái hợp đồng của họ, kịp được cái LC mà khách hàng họ mở cái lô hàng này. Đấy, rồi cái cảng loading port, cảng xếp hàng. Cảng xếp hàng thì đấy cũng là một cái từ viết tắt. Hiểu lúc nào một sắp cầm phá Việt Nam. Cái sắp này là mình hiểu là sắp Angoras Port. Đó là một cái cảng an toàn, một cái khu neo an toàn của cảng. Angoras là cái khu neo an toàn. Có nghĩa là khi người ta nhìn vào offer này, người ta hiểu rằng cái lô hàng này con tàu sẽ tới, sẽ đốt hàng ngoài cái khu neo nhưng không phải ở cửa cảng. Đấy, và đi sang port một hoặc hai khu neo an toàn ở cảng Chittagong Bangladesh, ở cảng Dường Hàng. Thì ở đây là họ có thể cùng cảng Chittagong đó nhưng có thể là chở hai địa điểm khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì họ lường trước được rằng á, với cái Chittagong hiện tại, tại vì ở đây cái offer này tôi không nốt ở trong đó, nhưng mà vì cái cảng này Chittagong nó có cái vớ nước giới hạn là nó 11.5 mét, cho nên nếu như con tàu 40.000 thường đấy, tàu 40 là nốt được hết 40.000 thì đúng là cái vớ nước của nó 11.5 mét là vào đến cái khu neo an pha của Chittagong giới hạn đẹp luôn đấy. Nhưng nếu như mà 50.000 thì chắc chắn cái vớ nước nó cao lên. Thường loại tàu Supramax thì cái bớt nước nó khoảng tầm 12 đến 12 mét rưỡi, 12 đến 12 mét 7, 12 mét 8 luôn. Thì có nghĩa rằng là nếu lốt con tàu 50.000 đi qua để Chittagong với bớt nước ở Chittagong 11.5 mét thì buộc cái tàu nó phải chở một phần hàng ở ngoài cái khu neo mà có bớt nước cao hơn, ví dụ ở Kutumia, Outer Kutumia của Chittagong, thì nó cũng thuộc Chittagong, cho nên họ có thể chở một phần hàng đó, sau đó tiếp tục chạy vào Chittagong để chở với cái mớ nước đấy. Cho nên khi các bạn để ý nhận một offer mà cái người tìm tàu họ gửi tới thì các bạn cũng phải nắm rõ được cái này để tin chúng được con tàu của mình có thể gần xe đưa được, có thể đáp ứng được cái lô hàng này hay không. Điều quan trọng trong cái offer mà khi đi tìm tàu, bởi vì cái giá nước nó còn phụ thuộc vào cái thời gian tàu lưu ở cảng để xếp hàng hoặc tàu lưu ở cảng để chở hàng. Ở đây có thể hiện con số loadress 7.000 tấn một ngày. Loadress 7.000 tấn một ngày thì hiểu rằng là cái năng lực xếp hàng lên tàu là 7.000 tấn cho một ngày có 24 giờ. Và đây là cái offer mà gửi còn thiếu một số, ví dụ là lốt khoảng 7.000 tấn một ngày trong cái điều kiện thời tiết như thế nào, có bao gồm thứ bảy chủ nhật, đối với Việt Nam mình thì có bao gồm là chủ nhật và ngày holiday, có bao gồm những ngày đó hay không hoặc không bao gồm. Rồi ở phía bên Bangladesh, cái tập quán của họ là thường họ nghỉ vào thứ sáu thứ bảy chủ nhật họ mới đi làm lại, cho nên là gọi là những cái từ ngữ cái đó tí nữa đấy, tôi có lẽ tôi sẽ viết trên bảng cho mọi người như thế này thôi. Bây giờ tôi viết luôn cho dễ chú đây.
Vâng, mọi người để hình dung như thế này, lúc đó là hiểu rằng là cái năng lực xếp hàng, năng lực xếp hàng ở đây nói là 7.000 tấn một ngày per weather working day. Cái từ này là từ per weather working day, là mình hiểu lúc nào là lốt được 7.000 tấn một ngày với điều kiện thời tiết cho phép, tức là gọi là trong điều kiện thời tiết tốt, bao gồm thứ bảy Saturday holiday include, là bao gồm những cái ngày nghỉ cuối tuần và ngày nghỉ lễ chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Từ thường ví dụ khi mà các bạn làm hàng lúc ý, kể cả chủ tàu cũng vậy, người thế giao vậy, mình thường hay có những cái ngày nghỉ rơi vào ngày Tết đấy. Tết thì nếu trong trường hợp các bạn ghi thế này, nhưng mà các bạn nốt lại cho tôi là trong trường hợp include super holiday, là những cái ngày nghỉ lễ quốc gia, những cái ngày nghỉ lễ đó, thì có thể mở ngoặc là bạn, các bạn rõ ràng biết rằng cái thời điểm đó nghỉ lễ công nhân nó nghỉ, xà lan nó nghỉ, có đâu mà mình làm hàng được. Cho nên nếu mà khi mình xác định được rõ, kể cả chủ tàu hay người thuê tàu biết, thì cái ngày đó nên cẩn thận để cho đi né tránh hay không. Hay đi stress ở Bangladesh, ba ngàn MT ở cái tập tục ở cái văn hóa ở Bangladesh, họ thuộc đạo Hồi, hầu như các nước đạo Hồi đều nghỉ vào thứ sáu và đi làm bắt đầu là ngày chủ nhật đến ngày thứ năm và thứ sáu họ nghỉ. Cho nên là đây là dự hàng 3.000 tấn trong điều kiện thời tiết tốt, bao gồm Friday, bao gồm ngày thứ sáu, ngày lễ là bao gồm. Cho nên khi mình có giao dịch thì chắc là mình giữ cái thuật ngữ này nó rất quan trọng. Ví dụ các bạn không để ý, các bạn là chủ tàu đấy, các bạn không để ý cái này. Thế mà khi mà các bạn ngồi tính toán cái cốt cho cái hành trình của mình, xem là cái hành trình đó, cái con tàu mình khai thác nó có hiệu quả hay không, và bao nhiêu các bạn không để ý đến khi là những cái ngày này nó làm hết chưa, nó nghỉ luôn, là nghỉ mất cả mấy ngày, ít nhất là 3 ngày nghỉ của họ, là một con tàu mình tự nhiên lưu đó. Nếu con tàu mình nói con tàu này đi sai, con tàu mình nói con tàu phun ra mang lên, bây giờ lên thị trường hiện tại nó có nhích lên rồi, khoảng tầm khoảng 9.000 đô cho một ngày, là cái giá cước tàu bước trần để thuê á, thế giá để thi tham sát sơ họ tính là khoảng 9.000 đô một ngày. Nhưng nếu như khi mình khai thác thì không những, nếu như tôi là một cái operator, tôi thuê con tàu đó để cho một đơn vị A nào vận chuyển đấy, thì tôi sẽ tính là cái giá này, ngoài các cái giá này còn tôi cộng thêm các cái chi phí, là con tàu của tôi đeo đổ cả, đeo đổ cả thì nó sẽ phát sinh được cái phí đeo đổ cả, phát sinh cái phí bơm cơ, phí dầu, con tàu nào khi dừng lại anh không làm việc, nếu như con tàu đó không cẩu hàng thì nó ở in tiêu thụ nhiên liệu ở cảng nó tầm khoảng ở 3.5 tấn FO. Con tàu này riêng ở cảng bởi vì nó sẽ chạy tiền đây, các cái phụ của nó chạy thì riêng con tàu không, nó không làm hàng, nó trốn chỗ nó đã bị tiêu thụ chừng này đấy nhiên liệu. Nếu như nó vô kinh nữa
chắc chắn nó khoảng 5.5 tấn một ngày em. Tôi thấy thường những con tàu họ thường sử dụng cái dầu DO này nữa. Thường hay dùng DO này dùng để chạy máy phát điện rồi đấy. Thì họ hay dùng DO. Thường cái DO bình quân tàu tùy có tàu là 0.1 tấn. Tùy con tàu cái cấu tàu có tàu họ sử dụng đến cái loại dầu này luôn. Thì có tàu 0.1, 0.2 gì đó nữa. Thì nói tóm lại là tức là để cấu thành được một cái cost mà khi mà mình làm khai thác tàu á là những cái chi phí này mình tính toán để đưa ra xem là cái chi phí của con tàu bỏ ra với cái năng lực chờ cầu 7.000 tấn một ngày, 3.000 tấn một ngày nó có hiệu quả hay không, hay mình ép cái thằng này mình biết thị trường mình bách biết mà mình ép thằng này lên 8.000 tấn nữa hoặc dưới thằng này mình biết cái năng lực đó tốt mình ép nó lên 5.000 tấn thì sao. Đối với cái xếp cái chở mà nhanh thì chủ tàu có lợi, thậm chí người thế nào họ sẽ được thưởng nếu như xếp nhanh. Kể cả chủ tàu nào họ cũng mong muốn rằng họ cái người đó xếp nhanh để được thưởng, không chủ tàu nào muốn hàng xếp chậm để đòi lên bảng. Cái pha nó rất rủi ro ở chỗ nhiều lúc đặc biệt văn hóa Việt Nam mà cứ từ từ nó đi nhau ạ. Cái đời sau này từ thì tính dần dần không tính nữa, gọi điện không bắt máy, không bye bye luôn. Cái này luôn diễn ra ở một số nước như Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc, Indonesia nữa. Đó là cái đặc trưng luôn. Cho nên khi tôi làm sao cũng vậy, thường mình phải nghiên cứu kỹ mình mới dám mày ký năng lực xếp chở. Tại sao cái năng lực xếp chở nó ảnh hưởng đến cũng thời gian lưu tàu đó, nó sẽ phát sinh rất nhiều chi phí cầu cảng, chi phí neo đậu, chi phí điện vân vân. Cho nên tại sao mà lại có cái offer luôn phải thể hiện rõ. Đấy tại sao khi có rất nhiều công ty lên để mà nói anh ơi tôi có lô hàng này anh cho tôi điện cho các bác, kể cả đối với cái tàu rồi có thể cùng một từ điểm A đến điểm B nhưng chưa chắc là cái giá cũng không bằng người giống nhau, tùy tính chất cái hàng đó là cái hàng gì, cái hệ số chất xe nó như thế nào, hàng tapioca chip nó khác hàng glacia, hàng granite so hoặc cái gút chip. Cho nên ở trong cái offer này thì tại vì lý do là nó đặc thù, nó quen biết rồi, những cái người trong nghề nhìn qua đã biết nó nặng rồi, cho nên họ chắc chắn họ quan tâm đến cái hệ số chất xếp của cái đá này nữa, chắc chắn nó sẽ cho là 1.1 đi, nó tương đương với cái thể cái hầm tàu. Cho nên những cái offer này nó chung nên là thường khi gửi ra không chi tiết. Rồi nếu như dự hàng mà thường với dự hàng mà nếu mà dự hai nơi á, thì nó sẽ phát sinh chi phí phí xin cái tàu từ điểm này đến điểm kia phải thuê lightning để thuê cái tàu lai dắt, tung cái tàu lai dắt để kéo con tàu này từ điểm A từ chỗ này đến chỗ kia. Bởi vì mọi người hiểu thường những con tàu size lớn khi đến cái gọi là lúc nào đến cái phao không đến cái khu neo an toàn nào đó thì lập tức là thuyền trưởng chưa đến đâu, nhưng mà thuyền trưởng họ sẽ thông báo qua cái báo với cảng vụ đã con tàu tôi đến vị trí này đấy. Thì tất nhiên khi mà nó ảnh liên quan đến là cái mấy cái bác làm đại lý
thì linh vậy thế này, liên quan bút, liên quan đến bút cái hoa tiêu, là bút bút cái người dẫn dẫn cái luồng để cho tàu đi vào đấy, người dẫn luồng ra, thì hoa tiêu thì kết hợp bút cái tàu này nhá. Thường tùy sai tàu, tùy chiều dài con tàu thì trọng tải con tàu thì người ta sẽ bố trí cái tàu lai nhất như thế nào, mấy tàu lai nhất công suất như thế nào để cho nó đưa cái con tàu đó vào cầu cảng an toàn. Cầu cảng an toàn đấy ở trong này mình có nói rõ đấy, những cái này là những cái an toàn, nên trong các cái điều khoản mà khi mình giao dịch mình lưu ý đó. Và điều nữa, cái tính chất cái hàng hóa đó mình buộc cũng yêu cầu là cái tàu đó có cẩu hay không, cái tàu đó có cẩu hay không, có ráp hay không. Ráp là cái ngõ dùng để ngõ hàng đấy, như mình chạy hàng than thường tàu có ngõ, còn nếu như mình dùng cái ngõ của cảng vụ thường cũng có, nhưng mà đối với cái ngõ của cảng vụ, thứ nhất là mình sẽ bị tốn chi phí thuê nó, thứ hai cái ngõ của cảng thường nó nhỏ hơn, cho nên ngoảng cái số lượng không được nhiều, cho nên cái năng suất nó chậm đi, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề năng lực xây dựng. Rồi cái commission, cái này hôm nay anh Quang có nói rồi, tại sao anh như thế không có đúng thế như anh Quang giải thích, là thường ví dụ những công ty khai thác tàu như tụi mình thì thường phải F0 2.5 là đó là cái chi phí mà nhân viên giao dịch. Có những cái lô hàng mà mình cảm thấy có lợi nhuận thì low commission và vấn đề. Hoặc trong trường hợp này thực ra bản chất mình khi đưa vào, bởi vì thì market nó rất cạnh tranh, cho nên bên mình không cần cái bao nhiêu cũng được, nhưng cái giá chắc chắn mình khó. Bởi vì đơn giản thì thị trường nó open ngoài, mình ký giá 7 luôn. Trên thực tế, nếu như mình không ép con thì chắc chắn mình ký giá 7 luôn. Thực tế là nó, thị trường là 7 đô rưỡi. Bản thân cái chuyện được không, đối với công ty không quan trọng ở chỗ, mình là cái người ký mà, không phải là môi giới. Cho nên thì vấn đề thì không, hay không quan trọng tính vào cái chi phí đó có hợp lý hay không. Đó là cái offer mà khi tất cả các bạn đi làm môi giới muốn gửi ra, ít nhất mình phải hiểu được tại sao cái offer như vậy thì nó có liên quan gì đến cái tàu để tàu offer được không. Có rất nhiều bạn cứ hỏi đó, nhưng mình chia sẻ họ hỏi họ biết, bởi vì cái giá cước nó phụ thuộc, ví dụ cùng hàng đó nhưng ở bên charterer họ qua đất đi cho mình lúa được 5.000 tấn, giờ thì trang còn 2.000 tấn, cái giá hoàn toàn khác nhau. Thời gian đưa tàu lâu, cái cơ cốt của tàu nó cao lên thì cái giá cước nó sẽ tăng, cho nên cái năng lực xếp dở nó ảnh hưởng rất lớn đến giá cước tàu. Rồi ngoài ra, nếu như mà so sánh, ví dụ mình nói bây giờ cái offer này, nếu như cảng Nghi Sơn cho phép tàu vào được tàu 50.000 tấn vào và với cộng phản, thì chắc chắn mình sẽ chọn tàu phạm, mình không chọn Nghi Sơn, bởi vì mình hoạt động trong nghề lâu, mình thưa biết gì, cái cảng Nghi Sơn, cảng PTLC là cảng độc tài, cái phí tàu này là họ lấy cái đời ấy.